Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh thân mến, học trường nào để làm chủ tịch nước, học trường nào để làm tổng bí thư, học trường nào để thành công, học trường nào để hạnh phúc, tất cả chúng ta đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho con em của mình. Đây là thời điểm chọn trường. Thời điểm chọn trường cũng có nghĩa là thời điểm quyết định tương lai của con em chúng ta. Xin tất cả phụ huynh và các em hãy quan tâm đến dùm tôi hai chữ phù hợp. Phù hợp. Và chúng ta có ba điều phù hợp khi đang ở thời điểm quyết định này. Phù hợp thứ nhất đó là phù hợp về năng lực bản thân của con em chúng ta. Con em chúng ta có năng lực về tư duy, năng lực về trí tuệ, năng lực học hành như thế nào thì con đường đi nó phải phù hợp, chứ không phải chúng ta duy ý chí muốn là được. Phù hợp thứ hai là phù hợp về kinh tế gia đình. Chúng ta đừng nhìn năm nay, đừng nhìn năm sau, mà hãy nhìn xa 5-3 năm tới. Kinh tế gia đình của chúng ta có đảm bảo cho con em của chúng ta có được sự trang trải, có được học phí để học hết 3 năm lớp 10, 11, 12, để học hết 4 năm đại học tốn rất là nhiều tiền hay không? Hãy rất quan tâm đến kinh tế gia đình của chúng ta ở cái tương lai. Vấn đề thứ ba đó là phù hợp về nhu cầu của xã hội. Điều này rất quan trọng. Quý phụ huynh và các em phải quan tâm đến các nghiên cứu về thị trường, các nghiên cứu về nguồn nhân lực, những dự báo về nguồn nhân lực xem 5-3 năm tới, thậm chí 5-7 năm tới, thậm chí 10 năm tới, nhu cầu xã hội ở lĩnh vực đó, ở lĩnh vực này như thế nào, và thậm chí người ta còn dự báo được những ngành học nào là rất là hot, ra sẽ được săn đón và có được việc làm, có được lương mức thu nhập cao. Xin quý phụ huynh hãy đừng duy ý chí. Xin nhắc lại, chúng ta đều muốn những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất cho con em của chúng ta. Nhưng con em của chúng ta chỉ có thể thành công, chỉ có thể hạnh phúc. Và khi con em chúng ta thành công hạnh phúc thì chúng ta thành công hạnh phúc khi chúng ta và con em mình lựa chọn phù hợp. Và tôi xin nhắc lại, phù hợp về năng lực của các em, phù hợp về kinh tế gia đình và phù hợp về nhu cầu xã hội. Kính chúc cho quý phụ huynh và các em học sinh có được lựa chọn phù hợp nhất cho mình để có được một tương lai tươi sáng.